Thời điểm này, các tân sinh viên đang phải thích nghi với môi trường sống mới và để bớt gánh nặng cho gia đình, nhiều sinh viên đã chủ động tìm việc làm thêm. Tuy nhiên, bẫy lừa đảo ở khắp mọi nơi và không có sự kiểm soát. Như vậy thì tân sinh viên rất có thể coi là những con mồi béo bở của các đối tượng lừa đảo. Chỉ cần bỏ ra vài chục nghìn nhưng thu nhập lên đến hàng triệu đồng, những lời mời gọi có cánh này đã thu hút mạnh đến với công việc chốt đơn hàng online. Mỗi lần chốt đơn em sẽ phải bỏ ra 50.000 đồng. Với một sinh viên năm nhất chưa có kinh nghiệm thì công việc này được cho là việc nhẹ, lương cao, đầu tư tài chính có lời. Thế nhưng lời đâu không thấy mà hậu quả là tiền mất tật mang. Đến đơn hàng thứ 6 thì em không còn đủ khả năng nữa, tại vì là đơn hàng đấy đã lên đến 900.000, em phải làm vào rồi. Em bảo là thế bây giờ em rút có được không? Và chị bảo là em không hoàn thành nhiệm vụ thì tiền em nạp vào là mất. Em cũng cảm thấy hơi sốc rồi. Nào có tầm 30 phút mà mình đã mất hàng gần triệu bạc như thế thì mình cũng rất là buồn. Chưa từng gặp mặt người tuyển dụng, cũng không có số điện thoại liên lạc. Công việc được kết nối qua một tài khoản Facebook ảo, mà đến giờ mọi tin nhắn chỉ còn lại dòng chữ không hiển thị. Đây thực chất là hình thức lừa đảo, bởi lời mời gọi không chỉ xuất hiện trên các trang mạng xã hội, mà chúng còn gửi tin nhắn tuyển dụng trực tiếp qua điện thoại. Mời mình tham gia những công việc gọi là chốt sale hoặc là những cái game online trên mạng mà việc chỉ ngồi không mà việc là lương rất cao. Đó được gửi qua những cái tin nhắn rác, những cái sim rác, không có chính chủ ăn hoi. Cộng tác viên ở bên shop bên này để gửi đăng bài quảng cáo, em sẽ nhận được 20.000 một bài hoặc là 15.000 một bài. Có rất là nhiều ấy thì em cũng thử nhắn tin hỏi, nhưng mà các chị đều, đối phương đều nhắn tin bảo là em chuyển cho bên mình 50.000 thì bên mình sẽ cho em bài để em đăng bài, hoặc là em chuyển cho mình 300.000 thì bên mình sẽ gửi sản phẩm về cho em để em làm. Bẫy lừa đảo xuất hiện khắp mọi nơi, nhiều sinh viên cũng phải ngậm quả đắng khi tin vào những lời đường mật không có thật, chấp nhận rủi ro cao và khó có thể đòi lại công bằng khi đưa ra pháp luật. Các đối tượng người ta lợi càng ngày càng sử dụng nhiều cái hình thức tinh vi hơn, tinh xảo hơn và lợi dụng, đánh vào cái sự lợi dụng cả tin của các bạn sinh viên. Do vậy mà trước hết là việc đầu tiên là các bạn sinh viên cần phải tỉnh táo, tham khảo thêm nhiều các thông tin từ chính bản thân các thầy, các cô, thông tin của bố mẹ cũng hoặc là thông tin của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để có những kênh thông tin hỗ trợ phù hợp. Nếu mà chẳng may các bạn có gặp phải, mắc phải những cái tình huống như vậy thì các bạn cần phải phản ánh ngay với lại các cơ quan chức năng gần nhất, hoặc là nếu không các bạn cần phải phản ánh ngay với lại các thầy, các cô, giáo viên chủ nhiệm để các thầy cô có những cái tư vấn, hướng dẫn cần thiết và phản ánh với các cơ quan chức năng kịp thời. Để tránh sập bẫy của các đối tượng lừa đảo, tân sinh viên cần tìm hiểu kỹ các thông tin về công việc trước khi bắt đầu, không tự ý chuyển tiền vào những tài khoản chưa xác định chủ nhân là ai.